Mỹ tức tốc giải phóng kho vũ khí trị giá 6 tỷ đô la cho Ukraine trong giai đoạn nóng bỏng. Nga bắt đầu ném bom siêu lớn FAB 3000 xuống vùng Kerch, mặc dù dân thường chưa được sơ tán. Mỹ có thể phá hủy các cơ sở hạt nhân của Nga và Trung Quốc chỉ trong vòng 2 giờ. Quân đội Ukraine bẻ gãy toàn bộ nỗ lực tiến quân của Nga ở hướng Kharkiv, Donetsk. Quân Nga thiệt hại kinh hoàng trong nỗ lực vượt sông thất bại ở Donbass. Ukraine tấn công nhắm thẳng vào điểm yếu nhất của ông Putin. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mỹ tức tốc giải phóng kho vũ khí trị giá 6 tỷ đô la cho Ukraine trong giai đoạn nóng bỏng. Kính thưa quý vị, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tham gia vào các cuộc thảo luận khẩn cấp với Quốc hội Mỹ để cho phép sử dụng hết 6 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine trước thời hạn 30 tháng 9. Nỗ lực này diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với lực lượng Ukraine, hiện đang vừa tấn công khu vực Kerch của Nga, vừa phải phòng thủ ở thành phố Bobrus và các mặt trận khác ở miền đông Ukraine. Quyền rút vốn của Tổng thống PDA, một thành phần quan trọng của gói viện trợ 61 tỷ đô la cho Ukraine, được thông qua vào tháng 4, cho phép Tổng thống chuyển các mặt hàng và dịch vụ quốc phòng từ kho dự trữ của Mỹ để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp. PDA là cơ chế chính mà chính quyền Mỹ đã sử dụng để vận chuyển vũ khí đến Ukraine. Gần đây nhất, họ đã công bố vào ngày 23 tháng 8 một gói viện trợ quân sự trị giá 125 triệu đô la, bao gồm tên lửa phòng không, thiết bị chống máy bay không người lái, tên lửa chống thiết giáp và đạn dược. Tuy nhiên, phần lớn trong số 7,8 tỷ đô la PDA trong dự luật mà ông Biden ký thành luật vào tháng 4 vẫn chưa được sử dụng, khiến các quan chức phải loay hoay tìm cách giữ số tiền 6 tỷ đô la còn lại, không hết hạn khi thời hạn 30 tháng 9, thời điểm kết thúc năm tài chính 2024, đang đến gần. Vẫn chưa rõ lý do tại sao dòng vũ khí chảy vào Ukraine lại chậm lại trong năm nay, nhưng một phần là do Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại kho vũ khí của họ đang cạn kiệt, vì ngành công nghiệp vũ khí đang phải vật lộn với các vấn đề về chuỗi cung ứng. Theo các nguồn tin thân cận, khi các cuộc đàm phán với Quốc hội Mỹ vẫn đang tiếp diễn, đồng thời Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ đưa ra thông báo trước ngày 30 tháng 9. Về cơ bản, sẽ giúp giải ngân hết 6 tỷ đô la còn lại cho Ukraine trước khi hết hạn. Theo kế hoạch dự phòng này, thời gian giao vũ khí và thiết bị sẽ được gia hạn, cho phép chuyển giao nguồn lực cho Ukraine một cách dần dần. Các quan chức Quốc hội và viên chức hành chính cũng lưu ý rằng có một nguồn lực khác, khoảng 3 tỷ đô la trong thẩm quyền PDA phát sinh từ lỗi kế toán của ngũ giác đài vẫn có thể giúp Ukraine. 3 tỷ đô la này sẽ không hết hạn. Kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt gần 175 tỷ đô la viện trợ tài chính và hỗ trợ quân sự cho Ukraine và các quốc gia đồng minh. Nga bắt đầu ném bom siêu lớn FAB 3000 xuống vùng Kerch, mặc dù dân thường chưa được sơ tán. Lần đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng nổ đã ghi nhận việc Nga phải ném bom siêu lớn FAB 3000 xuống chính lãnh thổ của mình. Giao tranh tiếp tục diễn ra tại khu vực Kerch khi quân đội Nga nỗ lực chặn bước tiến của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Mới đây, truyền thông Nga đã đăng tải hình ảnh một trong những cuộc tấn công của máy bay chiến đấu Nga. Theo thông tin được công bố, oanh tạc cơ Su-34 đã ném bom cỡ lớn FAB 3000 gắn module UMBC nhằm vào thiết bị và nhân lực của Ukraine tại khu vực Kerch. Bom lượng có sức nổ cao FAB 3000 với module điều chỉnh và lập kế hoạch phổ quát UMBC được coi là một trong những loại vũ khí mạnh nhất trong thành phần tác chiến của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Theo thông tin từ các nguồn mở, những quả bom này nặng hơn 3.000 kg, trong đó chứa gần 1.390 kg thuốc nổ TNT. Chúng có thể được thả xuống mục tiêu từ độ cao lên tới 16 km. Thông thường, máy bay ném bom Su-34 được sử dụng làm phương tiện mang. Vào tháng 6, có thông tin cho rằng FAB 3000 đã được sử dụng lần đầu tiên trên chiến trường khi tấn công điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kharkiv. Hiện tại, căn cứ vào hình ảnh, chưa rõ hiệu quả đòn tấn công của Nga, nhưng chắc chắn một điều là cơ sở hạ tầng chính của họ sẽ bị thiệt hại nặng nề nếu tiếp tục cách sử dụng vũ khí như trên.
Trước đó, Ukraine đã báo cáo rằng Nga bắt đầu san phẳng lãnh thổ của họ bằng bom hạng nặng, mặc dù còn hàng chục ngàn dân thường vẫn ở trong các khu vực do Ukraine kiểm soát. Vì không thể đánh bại người Ukraine ra khỏi lãnh thổ của mình bằng quân sự, Nga tiếp tục sử dụng chiến lược phá hủy tất cả để đẩy lùi quân đội Ukraine, mặc dù sẽ khiến dân thường của họ thiệt mạng trước sức công phá khủng khiếp từ các loại bom trên không này. Mỹ có thể phá hủy các cơ sở hạt nhân của Nga và Trung Quốc chỉ trong vòng 2 giờ. Mỹ và các đồng minh có khả năng phá hủy mọi bãi phóng hạt nhân ở Nga và Trung Quốc chỉ trong vòng 2 giờ nếu cần thiết. Kết luận này được các chuyên gia Dan Bless và Manuel Galileo đưa ra trong nghiên cứu của họ, theo báo cáo của Interesting Engineering. Các nhà phân tích tập trung vào khả năng của các đồng minh trong việc thực hiện cuộc tấn công phủ đầu bằng biện pháp phi hạt nhân nhằm vào lực lượng hạt nhân chiến lược của đối phương. Đặc biệt, báo cáo đề cập đến ý định của Hoa Kỳ trong việc triển khai tên lửa tầm xa trên lãnh thổ Đức vào năm 2026. Ngoài ra, các cuộc tấn công vào tên lửa di động và tàng hình khó tiếp cận của Nga và Trung Quốc có thể được thực hiện bởi máy bay Hoa Kỳ sử dụng tên lửa tầm ngắn, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Bất chấp sự tiến bộ của Nga và Trung Quốc về radar, điều này vẫn chưa đủ để chống lại hệ thống tàng hình của Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ. Đổi lại, các hệ thống phòng không như Aegis, Patriot, THAAD cho phép Washington đánh bại các tên lửa tầm xa liên bắn cầu của Nga và Trung Quốc cũng như các tên lửa không đối khung. Tài liệu này cũng lưu ý đến điểm yếu của tàu ngầm Nga vì chúng nằm trong phạm vi hoạt động của các quốc gia thành viên NATO. Phân tích chứng minh rằng Hoa Kỳ và các đồng minh hiện có thể vượt mặt lực lượng hạt nhân của Moscow và Bắc Kinh bằng các biện pháp phi hạt nhân. Quân đội Ukraine bẻ gãy toàn bộ nỗ lực tiến quân của Nga ở hướng Kharkiv, Donetsk. Kể từ đầu ngày 6 tháng 9, 111 cuộc đụng độ đã diễn ra. Các khu vực biên giới của tỉnh Sumy tiếp tục hứng chịu pháo kích và súng cối của Nga. Điều này được nêu trong thông tin tác chiến của Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tính đến 16 giờ ngày 6 tháng 9. Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc không kích bằng tên lửa phòng không vào Sumy, Ryshenkovo, Shymykino, Batysansky, Chambon, Chernukivka, Ryki, Kianitsa và Novoyazhik. 6 cuộc giao tranh đã diễn ra theo hướng Kharkiv. Quân Nga đã tấn công liều chết, xông vào tuyến phòng thủ của các đơn vị Ukraine gần Voshen, nơi vẫn đang diễn ra 2 cuộc đụng độ. Người Nga cũng tiến hành một cuộc không kích vào Kharkiv. Kể từ đầu ngày, 10 trận chiến đã diễn ra theo hướng Kobiansk. Nga đã thực hiện các hành động tấn công gần Shenkivka, Chabaivka, Gleskivka, Lesova và Andriivka. Lúc này, 6 cuộc tấn công của quân chiếm đóng vẫn tiếp tục. Theo hướng Borodsky, kẻ thù đã thực hiện 27 cuộc tấn công vào các khu định cư Vosilenka, Zelene Pole, Mirolibivka, Novodrodivka, Novotroitsky, Rodivka và Mikhailivka. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã kiềm chế sự tấn công dữ dội của quân Nga và đẩy lùi 21 cuộc tấn công, 6 trận chiến hiện đang diễn ra. Tổn thất của địch theo hướng này đã được làm rõ. Theo hướng Kharkiv, quân xâm lược đã tấn công 23 lần gần Lysychka, Udryan và Zhorzhivka. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 19 nỗ lực tiến quân của kẻ thù, 4 nỗ lực vẫn đang tiếp diễn. Theo hướng Odekiv, kẻ thù tiến hành cuộc tấn công vào vùng Trobotyny. Trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Theo hướng Dnieper, quân chiếm đóng đã bị đánh bại 2 lần tấn công vào tuyến phòng thủ của quân phòng thủ Ukraine. Ở các hướng khác, tình hình hoạt động không có thay đổi đáng kể. Tổng cộng, quân xâm lược Nga đã mất 1.200 người vào ngày hôm qua. Ngoài ra, binh sĩ Ukraine còn phá hủy 6 xe tăng, 21 xe chiến đấu bọc thép, 31 hệ thống pháo binh, 42 máy bay không người lái tác chiến chiến thuật, 7 tên lửa, 37 xe và 10 xe đặc biệt. Quân Nga thiệt hại kinh hoàng trong nỗ lực vượt sông thất bại ở Donbass. Tại khu vực Donetsk, quân xâm lược Nga đang cố gắng vượt qua kênh Seversky-Donetsk-Donbass, vốn là tuyến phòng thủ của binh lính Ukraine.
Nga không có ý định làm đầu cầu bắc qua kênh, đại diện báo chí lữ đoàn pháo binh 26 Hashi Roman Deskevich của lực lượng vũ trang Ukraine Oleg Kalashnikov đã báo cáo điều này trên chương trình phát sóng Kiev 24. Sĩ quan Ukraine nói, hôm nay đây là tuyến phòng thủ của chúng ta, kẻ thù đang thực sự cố gắng vượt qua. Tôi muốn nói rằng họ không muốn làm đầu cầu dọc theo con kênh, họ muốn vượt qua con kênh nhưng không thành công với thiệt hại vô cùng nặng nề. Trong một thời gian dài, người Nga đã tích cực cố gắng tiến về một số hướng ở Donbass. Gustav Ressel, nhà phân tích về cuộc chiến ở Ukraine tại Hội đồng Quan hệ Quốc tế Châu Âu, cho rằng tình hình đã thay đổi sau khi binh sĩ Ukraine bắt đầu giải phóng lãnh thổ vùng Kursk của Liên bang Nga. Theo ông, sau khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, các hoạt động của Nga chỉ tập trung ở khu vực thành phố Bobrus, vùng Donetsk. Chuyên gia lưu ý rằng Nga dường như đang đóng băng các mặt trận khác để cứu lãnh thổ Kursk. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zelensky trong một cuộc phỏng vấn với CNN được công bố vào ngày 5 tháng 9, nói rằng các lực lượng của chúng tôi đã có thể ngăn chặn bước tiến của quân chiếm đóng vào thành phố này. Kênh Siversky Donetsk Donbass được xây dựng vào cuối những năm 50 của thế kỷ trước ở vùng Donetsk. Đây là công trình thủy lợi độc đáo nối sông Siversky Donetsk với nguồn sông Kanmias. Chiều dài của kênh là 133,4 km. Ukraine tấn công nhắm thẳng vào điểm yếu nhất của ông Putin. Sergei Tsivilev, Bộ trưởng Năng lượng Nga, đã hạ thấp tác động của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một cơ sở dầu mỏ của Nga. Nhưng vụ tấn công ngày 2 tháng 9 cho thấy những lỗ hổng liên tục của cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng đối với cỗ máy quân sự của Vladimir Putin. Ông Sergei Tsivilev cho biết vào hôm thứ Năm rằng không có thương vong hay ảnh hưởng nào đối với người tiêu dùng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy lọc dầu Moscow của Gazpromnev trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất được cho là do Ukraine thực hiện trong cuộc chiến do Vladimir Putin phát động, khiến các cơ sở dầu mỏ của Nga bị đốt cháy, đôi khi trong nhiều ngày. Cùng ngày, đám cháy tại cơ sở chứa dầu mỏ Kapgas ở Brodetas cuối cùng đã được dập tắt sau 16 ngày. Hanna Seles, giám đốc chương trình an ninh tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại Ukrainian Prism tại Kiev cho biết, chúng ta cần nhắm vào Nga ở nơi thực sự gây đau đớn. Bà nói với Newsweek rằng, phòng không của Nga thực sự không đủ tốt. Câu hỏi đặt ra là, bạn có thể bố trí đủ số lượng ở những nơi thích hợp không? Bà nói, họ đặt rất nhiều thứ xung quanh Moscow và xung quanh sân bay. Bà nói thêm, người Nga cần phải mang nhiều lực lượng phòng thủ cơ động của họ ra tiền tuyến, nhưng họ cần phải lấy chúng từ đâu đó. Seles, thành viên cấp cao không thường trú tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu, cho biết hầu hết các nhà máy lọc dầu đều là tài sản tư nhân chứ không phải là tài sản nhà nước, và do đó không được ưu tiên bảo vệ, tạo cơ hội cho Kiev khai thác. Bà nói, các nhà máy lọc dầu không được bảo vệ bằng cùng loại phòng không như các mục tiêu quân sự. Đồng thời, các nhà máy lọc dầu và ngành năng lượng là những đơn vị đóng góp lớn nhất vào ngân sách nhà nước của Nga. Ukraine không nhận trách nhiệm trực tiếp về các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, nhưng Seles cho biết các cuộc tấn công vào các địa điểm khai thác dầu mỏ diễn ra khi người Ukraine có máy bay không người lái, khi Kiev có lực lượng trinh sát và khi bạn hiểu rằng đó là thời điểm thích hợp để hành động. Bà nói thêm, bạn chỉ làm điều đó khi bạn có thể làm được thôi. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để xin bình luận. Các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở dầu mỏ khiến Nga khó có thể tiếp tế cho quân đội tiền tuyến, nhưng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng nhắm vào các địa điểm quân sự như sân bay và kho vũ khí, các căn cứ không quân ở các vùng Voronezh, Kursk và Nizhny Novgorod của Nga đã bị nhắm mục tiêu vào tháng trước với một cuộc tấn công được cho là đã làm hư hại một máy bay của Nga. Vào tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hơn 30 nhà máy lọc dầu, bến cảng và kho chứa dầu của nhà nước khủng bố Nga đã bị tấn công. Chỉ tính riêng trong tuần trước, các địa điểm ở Kirov và kho chứa dầu Atlas ở khu vực Rostov phía Nam đã bị tấn công. Nga đã liên tục giảm dữ liệu công khai về ngành công nghiệp dầu mỏ của mình, khiến việc đánh giá tác động kinh tế và cung ứng của các cuộc tấn công như vậy trở nên khó khăn. Số liệu từ cơ quan thống kê nhà nước Rosneft vào tháng 5 chỉ ra giá khí đốt trong nước tương đối ổn định tại các trạm bơm ở Nga.
Nhưng trong một phân tích được công bố vào tháng 6, thành viên cấp cao của Trung tâm Carnegie về Nga Sergei Vakarenko đã viết rằng một trong những tác động lớn nhất của các cuộc tấn công là chi phí sửa chữa, có thể lên tới hàng chục triệu đô la cho mỗi nhà máy. Ông nói thêm, mặc dù điều này mang lại tỷ lệ chi phí lợi ích tốt so với giá của một máy bay không người lái, nhưng nó vẫn còn rất xa so với hy vọng và ước tính ban đầu lên tới hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, việc chứng minh được khả năng tấn công vào các địa điểm cách xa hàng nghìn dặm sẽ mang lại sự khích lệ tinh thần cho Ukraine và làm nổi bật những khó khăn mà hệ thống phòng không của Nga gặp phải khi phải bao phủ một khu vực rộng lớn như vậy. Ryan Geary, CEO kiêm đồng sáng lập công ty công nghệ máy bay không người lái BDW cho biết, hệ thống phòng thủ tầm ngắn mà Nga có, giống như S-300, được thiết kế để đối phó với các máy bay phản lực và tên lửa bay nhanh, chứ không phải các loại UAV nhỏ bay chậm. Ông nói với Newsweek rằng, chúng ta đã quá quen với tên lửa hoặc tên lửa hành trình đi theo một quỹ đạo tuyến tính nào đó. Một số trong những uplash mà họ nhắm đến chỉ trên một khu vực rộng lớn như vậy, và họ có thể thay đổi đường bay để bay phong qua Moscow. Đó không chỉ là quỹ đạo parabol hay quỹ đạo thẳng, họ đang điều khiển những chiếc máy bay không người lái nhỏ này theo những điểm định hướng phức tạp.